Dạ con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Con đang ở tiệm bánh mì phụ ba. Vậy hả? Vậy bây giờ mẹ qua tiệm hỏi con chút chuyện nha. Alo alo. Chuyện gì vậy em? Chết tiêu rồi. Sao tự dưng cái mẹ đòi đến tiệm bánh mì để gặp em? Mà giọng nghiêm trọng dữ lắm. Với lại khẩn trương dữ lắm, rồi có mấy cái rụp luôn à. Giờ sao? Chạy về chứ còn sao nữa, đi đi. Mẹ, bộ mấy Út nó lại gây ra chuyện gì nữa hả? À, không có gì. Mẹ chỉ muốn hỏi nó mấy chuyện nhỏ thôi à. Nè, mẹ để sữa ở đây, lát nữa con nhớ uống nha. Còn bây giờ mẹ phải qua tiệm chút. Thôi được rồi, mẹ cứ đi đi. Chạy đâu dữ Phát? Anh trốn ai vậy anh Phát? Ủa, hai đứa chơi đúng tiệm hả? Anh Minh, Tinh, mẹ em đâu rồi? Mẹ em cũng chơi luôn hả? Gì vậy anh? Vụ gì vậy? Vậy là mẹ em chưa tới hả? Có thấy gì đâu. Nguyên, anh tìm kỹ luôn rồi. Mẹ chưa có tới. Mẹ em hối chạy. Mà còn chạy trước chạy sau không biết chi nữa. Mệt quá à. Phải cẩn thận phải hơn không? Nói với anh. Mẹ vụ gì vậy? Vậy vậy mẹ. Dạ cô. Hôm nay mẹ tới chơi tiệm hả mẹ? Cô, con có bị sao không? Sao cô nhìn con dữ vậy cô? Bữa nay tiệm bán được không vậy? Dạ tiệm dạ bán được cô. Dạ bán được lắm mẹ. Tiệm bán rất là chạy khách luôn, khách đông nườm nượp luôn. Chắc là sắp tới ba tính mở thêm một chi nhánh mới nữa đó mẹ. Vậy đó hả? Dạ. Nè, anh là nhân viên cái kiểu gì mà hả? Doanh thu của tiệm như thế nào anh cũng không biết gì hết vậy? Anh lười biếng vừa vừa thôi chứ. Không, tại vì tôi được phân công là ở đây là chỉ là đứng quầy bán thôi. Còn cái chuyện mà tính toán doanh thu với tiền bạc là Tinh tính chứ bộ. Cô biết cái gì đâu mà cô đứng đây cô la lối ôm sòm vậy? Trời đất ơi, ai cho phép anh ăn nói với tôi như vậy? Tôi là chủ của anh đó. Tới giờ cô rảnh quá, cô mời cô đưa bà chủ về giùm cái đi. Ở đây ồn ào này kia sợ bà chủ mệt. Nè, ở đây là tiệm bánh mì của ba tôi. Tôi là chủ tiệm, mẹ của tôi là bà chủ ở đây. Mẹ tôi ở đây hay là đi về đâu có đến lượt anh lên tiếng. Không có, tôi chỉ sợ ở đây ồn ào với lại này kia. Thôi đủ rồi. Không cần phải diễn trò nữa đâu. Con coi đi. Trời ơi, đẹp đôi dữ vậy cô. Con còn tính qua mặt mẹ tới chừng nào nữa hả Quyên? Dạ thưa cô. Cái chuyện này không phải lỗi của Quyên đâu, lỗi do con. Cho con tỏ tình. Hỏi cậu. Đưa đây cho mẹ. Mẹ hỏi con, chuyện này bắt đầu từ khi nào hả? Dạ mẹ ơi, thật ra là con với anh Phát chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà con sợ mẹ la nên là con không có dám nói cho mẹ. Quen nhau lâu rồi mà Quyên. Mẹ, nhưng mà anh Phát ảnh là một người rất là chăm chỉ. Anh lại có ý chí cầu tiến nữa. Nên thế nào tương lai anh cũng sẽ thành công mà. Mẹ đừng có ngăn cấm chuyện tình yêu của con nha mẹ. Gia đình cậu ở đâu? Ba mẹ cậu làm nghề gì? Dạ, nhà con ở dưới quê. Ba con thì mất sớm, còn mẹ thì bán cá ngoài chợ cô. Mẹ Phát là chủ vựa cá cô. Chủ vựa cá mà kết hợp với chủ vựa bánh mì là mình bán bánh mì chả cá là ngon luôn á cô. Quyên, mẹ cấm con giao du với cậu ta. Đường đường là tiểu thư con của tập đoàn Minh Quang, sao có thể quen con nhà bán cá được chứ? Mẹ, bán cá thì có làm sao đâu. Mẹ đâu thể nào mà nói những cái từ mà xúc phạm nghề nghiệp của người ta như vậy. Mẹ nói như vậy là hơi quá rồi đó. Với lại tình yêu là xuất phát từ trái tim, chứ đâu có quan trọng gì mấy cái của cải vật chất này đâu mẹ. Im đi. Bữa nay còn dám lớn tiếng với mẹ nữa hả? Từ bây giờ cấm con bước chân ra khỏi nhà. Đi về. Mẹ. Thôi đủ rồi. Là tôi nè, tôi tác hợp cho hai đứa nó đó. Mà có trách tôi đi. Trời đất ơi, thì ra là hai cha con ông thông đồng để giấu tôi hả? Ông thấy có chuyện hôn nhân của thằng Quang chưa đủ rắc rối hay sao? Còn tác hợp cho hai đứa này nữa. Hai đứa nó đến với nhau có gì đâu sai. Thằng Phát là người hiền lành, lịch sự, dễ thương, có chí cầu tiến, biết lo làm ăn, lo cho tương lai sự nghiệp. Thì hai đứa nó tới với nhau có gì đâu mà không đúng. Tôi không cần biết. Không môn đăng hộ đối thì không bao giờ có được hạnh phúc lâu dài đâu. Ông đuổi việc nó liền cho tôi.
còn con đi về. Nhưng mà đi. Mẹ, mẹ. Không cho yêu thôi, đủ việc với cô, tội nghiệp nó cô. Đàn ông con trai phải mạnh dạn lên, đừng bao giờ bỏ cuộc. Con phải chứng tỏ để cho người ta thấy mình là người xứng đáng. Đúng rồi Phát, phải lấy lại màu chứ. Bữa nay chú Màu lấy lại được màu rồi kìa. Dạ, con cảm ơn chú Màu. Nhớ lời chú dặn chưa? Dạ. Làm gì gọi hoài không bắt máy vậy nè. Cái ông này nữa. Rồi, của anh 15 ngàn. Rồi, để thích tiền, thích tiền. Rồi, đây. Rồi, nha, cảm ơn anh. Có gì ủng hộ em nha. Trời ơi. Trời ơi. Alo, alo, anh nghe này cục cưng. Anh làm gì mà em gọi anh nãy giờ anh không bắt máy vậy? Nè, anh đừng có nói với em là mới tí xíu chuyện với thôi đã bỏ cuộc rồi nha. Không có. Nãy giờ anh lu bu ngoài quán với lại anh sạc điện thoại trong nhà anh không hay. Thì bây giờ anh nghe máy rồi nè cục cưng. Sao? Đi về mẹ có nói gì không? Thì nói cái gì nữa, bây giờ anh biết tính mẹ của em rồi đó. Có bao giờ chấp nhận chuyện em với anh đâu. Nhưng mà hả, còn lâu em mới cam chịu cái chuyện này. Chắc chắn em sẽ dùng lên. Em sẽ đấu tranh hết sức cho cái chuyện của tụi mình. Trời, mạnh miệng dữ ha. Bây giờ á, mẹ không cho em ra khỏi nhà em làm được gì. Nhưng mà anh yên tâm đi, chắc chắn là em sẽ sử dụng khổ nhục kế. Chỉ cần tụi mình phải kiên quyết đấu tranh tới cùng mới được. Không có được bỏ cuộc đâu đó. Ừ, nè nè, anh dặn nè. Làm gì làm á thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Với lại nè, đừng có chống đối mẹ nhiều quá nha. Cãi lời phụ huynh là không có hay lắm đâu đó. Biết rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên nằm đó, không xuống ăn cơm đi. Đi, xuống ăn cơm, đi. Chừng nào mẹ vẫn còn cấm đáng chuyện con với anh Phát đó là con sẽ tuyệt thực chết ngay tại cái vụ này luôn cho mẹ biết. Sao? Con nghĩ mấy cái trò trẻ con đó có thể hù được mẹ hả? Ừ, để coi. Để coi con nhịn đói được bao lâu nha. Mẹ. Mẹ làm như vậy á, mẹ không sợ một ngày nào đó mẹ sẽ hối hận vì mất đi đứa con gái út này hả? Con sẽ tuyệt thực và con chết ngay tại cái giường này luôn. Trời. Mẹ chỉ hối hận khi nào không ngăn cản được con kìa. Nói tóm lại, con muốn làm gì thì làm. Từ hôm nay mẹ cấm con rời khỏi nhà này nửa bước. Nếu con còn dám trốn đi gặp thằng Phát thì đừng có trách mẹ nghe chưa. Mẹ. Mẹ làm như vậy chẳng khác nào con bị nhốt tù ngay chính căn nhà của mình. Con nhỏ này, bữa nay vì một đứa con trai mà dám cãi lại mẹ vậy đó hả? Thấy anh ba của con chưa? Hả? Yêu một đứa không ra gì cho nên bây giờ mới khốn khổ vậy đó. Con tính dẫm vô vết xe đổ của nó hả? Mẹ, mỗi người có một cuộc đời khác nhau. Anh ba là anh ba, còn con là con. Sao mẹ đi so sánh như vậy được? Thôi đi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mẹ không có đôi co nhiều với con nữa. Nói tóm lại, từ nay con đừng mong bước chân ra khỏi cái nhà này. Mẹ, mẹ. Anh Phát ơi, anh Phát. Anh Phát. Anh Phát, anh Phát, anh Phát ơi. Anh Phát. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.